Xin kính chào quý vị. Chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là phần điểm những thông tin chính có trong chương trình. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 13 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, chịu ảnh hưởng của lượng mưa lớn, một cơn bão khác sắp đổ bộ, tình hình lũ lụt trên đất liền vẫn còn khá gay gắt. Theo thống kê của Bộ Thủy lợi, tính đến nay hơn 60 sông hồ, trong đó có một số phụ lưu của thượng lưu sông Dương Tử và đoạn Trung Quan ở trung lưu sông Hoàng Hà vẫn vượt quá mức cảnh báo và đã vào cuộc kiểm soát lũ. Theo Nhân dân Nhật báo, trạm Liêu Hô Tang trên dòng chính sông Dương Tử đã liên tục vượt quá kiểm soát trong 46 ngày. Vừa qua, trận lũ số 5 năm nay trên sông Hoàng Hà đang diễn ra. Vào ngày 12 tháng 9, hồ chứa Tam Hiệp sẽ gây ra trận lũ lớn nhất kể từ khi xây dựng hồ chứa với lưu lượng ước tính là 76.000 mét khối mỗi giây. Theo Chu Minh Hua, Giám đốc Phòng chống lũ lụt của Cục Phòng chống thiên tai lũ lụt và hạn hán thuộc Bộ Tài nguyên nước của Đại lục, mực nước của hồ chứa Tam Hiệp đã tăng 1,18 mét trong một ngày và dự kiến dâng lên tối đa khoảng 166,3 mét, chỉ cách mực nước dâng bình thường 8,7 mét. Sông Hoài Hà bị ngập lụt một lần trong 10 năm. Liu Jiu, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, Trung tâm Theo dõi và Dự báo Thủy văn và Tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên nước Đại lục cho biết, dự kiến lượng mưa mùa thu ở miền Tây Trung Quốc có thể nhiều hơn một chút trong năm nay. Và vẫn còn khả năng xảy ra một trận lũ khác với số lượng hơn 50.000 mét khối trên giây ở thượng lưu sông Dương Tử. Ngoài ra, kể từ khi cơn bão số 7 Higos đổ bộ vào bờ biển huyện Jiwan, thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông và đổ bộ sau khi mạnh lên ngoài khơi, sức gió tối đa đạt cấp 12 sẽ mang lại thiệt hại cục bộ cho Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Quý Châu và các nơi khác. Chịu ảnh hưởng của bão, khả năng cao xảy ra thiên tai lũ lụt, lũ quét sườn núi trên các sông vừa và nhỏ trong vùng mưa bão. Chu Minh Hoa cho biết, dòng chảy ra của hồ chứa Tam Hiệp đã tăng từ 44 mét khối trên giây lên 48 mét khối trên giây, giảm gánh nặng cho hồ chứa Tam Hiệp và vùng thượng lưu hồ chứa. Công tác phòng chống lụt bão và ứng cứu khẩn cấp năm nay sẽ diễn ra trong thời gian dài. Thưa quý vị, sau khi đoạn video Long Cao Gu gặp lũ quét được lan truyền trên mạng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, một số ý kiến đặt câu hỏi rằng mặc dù thung lũng Long Cao cũng không phải là một địa điểm thu hút khách du lịch được quy định, nhưng có rất nhiều lời giới thiệu về địa điểm này trên nền tảng xã hội. Một số nền tảng video ngắn thậm chí còn quảng bá thung lũng Long Cao là một thắng cảnh nổi tiếng ở Bành Châu. Tại sao lại như vậy? Chính quyền địa phương không có biện pháp hiệu quả để khuyến khích và giám sát. Thung lũng Long Cao ở Bành Châu, Tứ Xuyên là kênh xả lũ, rất đông du khách xuống nước vui chơi. Trận lũ quét bất ngờ khiến 4 người chết và 9 người bị thương. Tin tức thượng nguồn từ Đại lục cho biết, để ứng phó với thảm họa núi lửa xảy ra ở Long Cao Gu, thị trấn Long Mô Sơn, thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Cục Quản lý Khẩn cấp thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên cho biết, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày hôm đó xảy ra trận lũ quét núi đã làm 4 người chết, 3 người bị thương nặng, 6 người bị thương nhẹ. Những người bị thương đã được đưa đi bệnh viện điều trị. Thưa quý vị, gần đây, khu vực phía Nam đã hứng chịu lượng mưa lớn liên tiếp và lượng mưa hàng ngày ở nhiều nơi đã vượt qua giá trị cực đoan lịch sử. Sông Dương Tử cũng trải qua trận lũ lụt năm nay. Đài quan sát khí tượng Trung ương đã đưa ra cảnh báo màu cam về mưa lớn trong 2 ngày liên tiếp và Bộ Quốc phòng cũng đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp về phòng chống lũ lụt lên cấp 3. Vừa qua, thành phố Vũ Hán đã hứng chịu trận mưa lớn, nước đọng ngang thắt lưng xuất hiện ở các khu vực thuộc quận Hàng Pi của Vũ Hán, Quan Chuan, Liu Ji, Lutai, Yaoyu, Villa và những nơi khác và nhiều người đã bị mắc kẹt. Hình ảnh cho thấy các nhân viên cứu hỏa và binh sĩ chuyển những người bị mắc kẹt ở phố Khen Chuan, quận Hàng Pi. Lượng mưa nhiều nơi ở Nam Bộ đã vượt ngưỡng cực trị, công tác ứng phó khẩn cấp với thiên tai khí tượng lớn lần lượt được nâng cấp. Tin tức từ Đài quan sát khí tượng Trung ương cho thấy đã có mưa to đến rất to và mưa to cục bộ ở Đông Bắc Hồ Bắc, Bắc Hồ Nam, Đông Nam Hà Nam, Trung An Huy, Trung Giang Tô và Nam Quảng Tây. Mưa cục bộ ở Tân Dương ở Hà Nam, Chao Hu ở An Huy và Phan Trinh Gang ở Quảng Tây đạt 150-298mm. Lượng mưa cục bộ theo giờ ở Đông Bắc Hồ Bắc và những nơi khác là 60-80mm. Ngoài ra, từ ban ngày đến đêm, lượng mưa hàng ngày ở Mang Chen, Jingmen, Zhongxian, Quan Pi và những nơi khác ở Hồ Bắc đã phá vỡ mức cực đoan lịch sử kể từ khi ghi nhận kỷ lục khí tượng địa phương.
Đến 18 giờ ngày 12 tháng 9, Đài quan sát khí tượng Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo màu cam đối với mưa lớn và cảnh báo màu vàng đối với gió mạnh trên biển. Cục khí tượng Trung Quốc và các bộ phận liên quan đã cùng ban hành cảnh báo rủi ro khí tượng thiên tai địa chất và cảnh báo khí tượng thiên tai núi lửa. Tổng cục khí tượng Trung Quốc cũng đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp cấp 3 đối với các thảm họa khí tượng mưa lớn lên cấp 2 vào lúc 18 giờ cùng ngày. Và chỉ cần một ngày trước, hệ thống ứng cứu khẩn cấp vừa được nâng cấp từ cấp 4 lên cấp 3. Đài quan sát khí tượng Trung ương dự báo trong những ngày tới sẽ có mưa to ở khu vực Đông Nam, Tây Nam, Trung và Đông Giang Sơn, Nam Hoàng Hà, Giang Tây, Hồ Nam và phần phía Bắc của sông. Trong đó có mưa to đến rất to hoặc mưa rất to ở các khu vực Trung và Bắc Giang Tô, An Huy, Đông Hồ Bắc, Tây Bắc Hồ Nam và Đông Nam Quý Châu. Cục bộ có mưa đối lưu mạnh như dông trong thời gian ngắn và gió giật mạnh tối đa hàng giờ, lượng mưa là 60-80mm. Mưa khiến hơn 30 người chết và mất tích ở 11 tỉnh, nhiều thành phố ở Hồ Bắc bị ngập lụt. Theo thông tin từ Bộ Dân Chính, trong những ngày qua, lượng mưa lớn vẫn tiếp tục ở khu vực Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, dọc theo sông Dương Tử và các khu vực phía Tây Nam. Tính đến 9 giờ ngày 13 tháng 9, lượng mưa lớn đã khiến Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Bắc và Hồ Nam, Trùng Khánh, Từ Xuyên, Quý Châu, Vân Nam và các tỉnh khác bị lũ lụt, lở đất và các thảm họa khác, đã khiến 2,772 triệu người tại 133 quận, thành phố ở 37 thành phố, quận tự trị thuộc 11 tỉnh nói trên. 14 người chết, 20 người mất tích và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 3,14 tỷ nhân dân tệ. Hồ Bắc hứng chịu lượng mưa mạnh nhất trong năm nay và trở thành khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo thống kê, tính đến 13 giờ cùng ngày, 38 quận và thành phố đã bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 110,86 nghìn ha, thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 591 triệu nhân dân tệ. Đợt mưa xối xả này cũng dẫn đến các tình huống nguy hiểm như ngập úng đô thị, lũ lụt tăng vọt và sạt lở đất ở Wuhan, Huangpi, Enxilichuan, Qigao, Dagu, Guanggang, Liaotan, Jingmen và những nơi khác. Vào lúc 14 giờ cùng ngày, dòng chảy vào của Tam Hiệp đạt 50.000 mét khối trên giây. Đây là đỉnh lũ lớn mà hồ Tam Hiệp đạt được kể từ mùa lũ năm nay. Khi đỉnh lũ qua biên giới, hồ chứa nước Tam Hiệp có vai trò ngăn lũ và giảm đỉnh, giảm gần 40% lưu lượng lũ. Hiện tại, khu vực hồ chứa nước Tam Hiệp và đoạn sông Tam Hiệp đã thông xe. Hình ảnh cho thấy khu vực hồ chứa nước Tam Hiệp mở cửa cho hàng hải và các tàu đang chờ một cách trật tự ở phía thượng nguồn của đập Tam Hiệp. Thời gian gần đây, mưa lớn thường xuyên xảy ra trên phạm vi cả nước, mực nước sông dâng cao, nhiều sông xảy ra lũ quá mức, thậm chí vượt mức bảo đảm an toàn, nhiều tỉnh đã xảy ra lũ lụt. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn ở khu vực hồ chứa, lúc 14 giờ, hồ chứa Tam Hiệp ở thượng nguồn sông Dương Tử có lưu lượng đỉnh 50.000 m khối trên giây, là trận lũ số 5 của sông Dương Tử năm nay. Ngoài ra, tính đến 8 giờ ngày 12 tháng 9, mực nước trung bình của hồ Thái Hồ đã đạt 4,35 m, vượt mức nước cảnh báo 0,55 m. Theo bản tin tình hình nước của Cục Thủy văn sông Dương Tử, trong 5 ngày tới, mực nước từng trạm ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử sẽ lên, mực nước đoạn Jialin đến Lua San sẽ lên mực nước cảnh báo khoảng 13,8 m. Để đối phó với đỉnh lũ, Cục An toàn Hàng hải Tam Hiệp đã triển khai cảnh báo khí tượng cấp 3 màu vàng vào lúc 18 giờ, đồng thời ban hành thông báo về mưa lớn ở thành phố Nghi Sương và sự gia tăng dòng chảy vào đập của Tam Hiệp. Nhắc nhở tất cả các tàu và các đơn vị liên quan tăng cường túc trực, bám sát diễn biến của tình hình thời tiết, nguồn nước để có biện pháp phòng tránh trước. Và lúc 14 giờ, lực lượng phòng vệ quốc gia đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp về phòng chống lũ lụt lên cấp 3 và cử 6 nhóm công tác đến các lưu vực sông Hồ Nam, Giang Tô, Chiết Giang và Thủy Dương trên cơ sở 4 nhóm công tác được cử đến Hồ Nam. Lưu vực sông Giang Tô, Chiết Giang và Thủy Dương trước đó, Giang Tô, An Huy, Sơn Đông, Hồ Bắc, Từ Xuyên, Trùng Khánh và những nơi khác hỗ trợ và hướng dẫn công tác kiểm soát lũ lụt. Ngoài ra, công tác khắc phục khẩn cấp 115 vụ sạt lở bờ ở Trung và Lưu sông Dương Tử ảnh hưởng đến an toàn mùa lũ năm nay đã hoàn thành. Một số bộ phận và nhân viên liên quan đến khí tượng kiểm soát lũ lụt, các vấn đề hàng hải, quản lý đường bộ và dân sự ở Hạ Lưu sông Dương Tử đang ở chế độ chờ. Vừa qua, Cục Khí tượng Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp báo giới thiệu rằng các đặc điểm thời tiết và khí hậu quốc gia trong tháng này như sau. Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc cao thứ 3 trong cùng thời kỳ trong lịch sử, lượng mưa cao hơn bình thường 16,4% và các hiện tượng mưa cực lớn đã xảy ra ở nhiều nơi.
hầu hết các phần phía Nam và phía Đông của Tây Bắc Trung Quốc, Tây Nam Giang Nam và một phần của Nam Hoa Nam có tỷ lệ thấp hơn 20% đến 50%, trong đó phía Nam Tân Cương là dưới 50% đến 80%. Ngoài ra, các hiện tượng mưa cực đoan thường xuyên xảy ra ở nhiều nơi trong tháng. Tính đến nay, 26 trạm trên toàn quốc đã trải qua các trận mưa liên tiếp cực độ, bao gồm lượng mưa 15 ngày liên tiếp ở Đồng Giang, ở Hắc Long Giang và 10 ngày liên tiếp ở Ao Hà Banner ở Nội Mông. Cả hai đều vượt quá mức cực đoan lịch sử. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh tin mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!